Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Nếu các bác nào đang sử dụng những con amply sức âm tàu hoặc là chơi những amply đèn thì đừng bỏ qua những cặp loa nổi tiếng của JBL, đó là L99 Lancer rồi lên những dòng L100. Thì nó cấu hình y chang L100, sử dụng cấu từ Anico nên là các bác chơi đèn rất là hay. Tiếng của nó thì thiên về độ rộng và độ mềm nên là các bác nghe những nhạc vàng mà tiết tấu nó nhẹ nhàng chậm rãi thì dòng loa L99 Lancer rất là yêu thích. Nếu các bác vừa chơi bên cối nữa thì vừa nghe nhạc vàng bolero, những nhạc bre thì lựa chọn cặp này. Cặp này giá rất là tầm tiền các bác, nhưng mà tiếng hay, hay hơn cả những dòng 4312 luôn. Tuy giá nó thấp hơn 2-3 triệu nhưng dòng 4312 nghe đắt hơn 3 triệu, nhưng nghe độ mềm, độ mềm mại thì không qua em này được. Thì em này bass là 32 từ Anico, sử dụng trép của L100 Canterbury Thánh Hà. Nói chung thì nó nghi na ná với L100 Canterbury Thánh Hà, nhưng mà về cấu hình bass nó sẽ lớn hơn. Cặp loa này giá 18 triệu nha, đao bao gồm vi ship, loa rất là đẹp nha bác. Mời các bác cùng nghe. Em đang ghép với cặp loa Amply là Luqman A1033, dòng Amply đen. Amply đen là nổi tiếng khoảng ở phân khúc trên 20. Amply đen này thì em đang bán là giao các bác là 23 triệu 500 vẫn như thường lệ. Và sau đây mời các bác cùng nghe nha. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nha. Lo và âm ly đều là hàng tuyển hết nha các bác.
điều để mùa xuân.